À, chào cô chú anh chị nhé. Em có con này gọi là hàng sưu tầm. Vì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua những con này thì dùng hoặc là mình để sưu tầm cũng được. Tại vì nó lướt, gọi là hàng sợi lướt. Con Makita ME333 ha, máy là mini tay dài để mình mấy cành mấy nhánh rồi cứ củi đặt vặt. Makita nha. Này thì vệ sinh ra như cái máy mới luôn, cái dây giật của nó dây thiều của nó mọi người để ý. Nó trắng tinh luôn nha, tại vì con này không biết giật được mấy lần nữa. Cái ú bơm này thì bể thì để em gắn cây khác cho nha mọi người. Đó, để em gắn cây khác như cái máy mới luôn mọi người, không khác gì cái máy mới không à, mã số nó này. Ốc ác này, vàng khè. Mọi người nhìn cái bô này hiểu chưa? Mọi người đâu có bị đen đâu, như không có khói ra luôn. Ốc mọi người, hai con ốc, cái bô như mây mới. Con này đúng là gọi là lướt, thằng lướt đập hộp ra nó cắt, không biết nó cắt chưa mọi người. Tại vì em cũng không thấy mùn cưa đâu, không biết nó cắt chưa kịp. Lọc máy thì khỏi bàn nha mọi người, như mới rồi. Thì nói chung là mọi người biết rồi, hàng đẹp như thế này thì đâu ra mà có. Rồi, đảm bảo cái con này là chưa cắt mọi người. Con này chưa cắt nha, con này chưa cắt luôn. Wow, xích 50 tinh mà nó bén. Xích Nhật đó nha mọi người, chuẩn Makita Oregon. À, con này chưa cắt nha mọi người nha. Con này chưa cắt, con này chưa cắt đâu. Này đổ xăng vô nó thử vậy thôi chứ nó chưa cắt đâu, mới tin. Mấy con này trợ lực nha, này là trợ lực nha mọi người, trợ lực. Cái gì à, sưu tầm, sưu tầm nha. Đó, con này chưa cắt đâu nha, này để cho cô chú anh chị 1,6 triệu, 1,6 triệu nha. Đó, chưa dọn. Hàng này em bao hơi lửa nha, bao hơi lửa cho mọi người. Thì để mà bao hơi lửa thì em sẽ mở cái bô ra để em nhìn bên trong nha, nên là nó có thể nó sẽ cái khi mà vít mình mở, mình để mình mở cái con ốc, hai con ốc này ra thì có thể nó có dấu ha. Chứ nếu mà không mở ra thì khó nói lắm, hên xui nó khó nói lắm. Nên là khi mà em mở ra thì mọi người thấy có dấu ấy, thì đừng có nói là em này kia nha. Không mở ra sao biết cái bít tông nó được. Mới quá mới. 1,6 triệu nha, một con duy nhất.